nha. Hiện tại Phương đang có mặt ở tiệm bán bún xào của Lê Trần ở quận 6 mọi người. Ở đây là địa chỉ 257 đường Phạm Nhân Chí nha, phường 4 quận 6 nha mọi người. Hôm nay Phương quay trở lại đây quay cho mọi người xem coi bên Trần hôm nay có bán món mới gì không nha mọi người. Bún mì xào nha. Này có bán món mới nữa hả cô? Món này. Món này á bán hoài á con. Tại dạ. Vì cái này ở không bỏ không không làm chứ có nè. Dạ. Bánh lọt mì xào. Này có bán này món mới nè mọi người, bánh lọt mì xào. Nói nhà đi bây giờ. Có giá này là chỉ bún xào mì xào, xôi mặn. Bánh nếp Trần. Đây. Xem nhà 18.000 một hộp nha, bán buổi trưa 11 giờ rưỡi nha mọi người. Ở đây là đường Phạm Văn Chí, quận 6 nha mọi người. Bún hồn làm nhiều anh rất mê chứ mệt hả? Nhiều anh chỉ là chân bán hay là cũng ngon rồi. Nói câu đó đúng không? Đúng nhiều, anh vô bên nói là ngắm thôi. Nhìn thôi, ngắm thôi cũng ngon hả? Này mọi người, đây bún xào, mì xào nè mọi người. Món là món gì á? Dạ, bánh lọt á. À, bánh lọt. Chảo á, mình xem cộng ra, xong rồi mì xào với đậu que, phụ sống với lại khoai môn. Là một tuần bán hai ngày. Này có bánh khoai môn nè mọi người, ăn với lại tôm khô, tấp mỡ nha. Bên này là xôi mặn nha, xôi mặn có tôm khô với lại lạp xưởng nè. Đây bánh nếp Trần. Đây tới ăn tại chỗ thì có bàn ngồi luôn nha mọi người, khách ngồi ăn tại chỗ luôn. 18.000 một phần. Mới xong clip rồi hả? Chưa. Mới quay thấy chụp hình rồi, tưởng đi về chứ. Anh đưa mấy cà phê ra đây lên thủ quay nữa ta. Đây bún xào, hộp vịt với chả giò nha mọi người, rau nữa. Đây có hai chị em bán nha. Đây màu trắng tên là Trân nha mọi người, màu đen là tên Tú. Đói hả? Mới quay đói hả? Đói rồi. Ủa chứ sao nãy nó nhìn no rồi mua nhìn nó đợi. Không, mấy anh kia nhìn no chứ không anh nhìn no. Đúng không em? Lễ Trân nói là mấy anh kia nhìn đơn, nhìn bán nó là ngon rồi. Lễ Trân hả? Lễ Trân. Còn éo đen tinh nhiêu dĩa mười bao nhiêu một dĩa vậy Trân? 18.000 hả? Cái này ăn chay được mà phải không? Không, dạ, không, chay không được hả? Dạ ăn trước đi. Buổi trưa giờ này Sài Gòn nóng lắm nha mọi người.
trưa là nó rất là nóng luôn, 36, 37 độ luôn. Đây cái đường là đường Phạm Văn Chí nha. À, đi cái hướng đường Bình Tiên quẹo Ngã Tư vô đây cũng được nha mọi người. Nắng tên là Lệ Trân, bọn này là Lệ Tú, hai chị em. Chú ngồi thu tiền là ba của Lệ Trân nha mọi người. Bữa giờ bán đông không em? Đông hả? Bán tới tầm khoảng mấy giờ là hết? Bữa giờ bán cũng được anh. Cũng được mà từ bữa cũng dài tới giờ bán. Tại mình mới qua thì có người ta không biết. À, không biết qua đây hả? Như hay gì á, bữa mình bán rồi 4 giờ mình hết thì bên đây mình bán có 4 giờ 10, 4 giờ 15 cũng như nhanh hơn chút. Mà cũng hết, cũng như đó đồ. Tại có nhiều khách không có biết, nhiều khi mình nói tao mới để ý, nhiều khi tao. Còn để cái bảng bển không? Cái đó chở giò, đó chở giò thịt hay chở giò chay vậy? Tôm thịt sao? À, tôm thịt. Hai chục. Anh mua 20. Đây bán khoảng 5-6 món luôn nha mọi người. Đây mì xào bún xào nè. Đây bánh khoai môn nè. Tôm mặn, bánh nếp trần. Này có thêm bánh lọt nữa nha mọi người. Giờ này có mấy anh YouTube lại quay, có ai tới mua nói là coi YouTube lại mua không mấy cân? Có nhiều lắm hả? Hôm nay bún xào nhiêu hộp cho Tú? Dạ 18 ngàn hả? Dạ có thêm chả giò thì 6 ngàn. À thêm cây chả giò 6 ngàn nữa. Xôi vừa ăn rồi đâu có cần thêm nước chấm gì hết được. Đây có bàn ăn tại chỗ luôn nha, đây có cái quán nước nè, có bàn ăn tại chỗ luôn đó. Thank you.
này bán tới 5-6 món luôn ha, làm cũng mất thời gian nhiều lắm ha. Quá trời món. Nhiều công đoạn. Đây 11 giờ bắt đầu dọn ra bán rồi nha mọi người. Lưu ý cái giờ đi sớm hơn thì chưa có dọn nha. À, bán khoảng tầm tới 3-4 giờ là hết. Chạy lên một xíu. Chạy lên chút giùm em nha. Có gì không chị? Mua gì chị? Chị này chỉ đi xe du lịch tới mua luôn nè mọi người. À, mới mua một hộp bánh bột. Chắc là cũng coi YouTube rồi. Nào hả, nào hả. Có sức rồi. Có sức kìa, chứ nãy cầm máy run quá hả. Ăn xong rồi no rồi đó, có sức rồi đó. Cầm máy run quá. Các bạn chào mừng. Rất là hấp dẫn luôn, hồi xưa mà đói bụng ra đây nhìn là thôi luôn rồi. Đang đói bụng rồi. Đây khay trứng chiên luôn, sắc ra nhìn đẹp luôn rồi. Đây là bánh bột, bên kia là bánh ít trần nha. Xôi bánh mũ, xôi mặn. Cái này làm theo kiểu của người Hoa đó. Ngày bán cỡ 2 sửng rồi bên trong. 2 sửng. 3 sửng. 2 sửng. 7 sửng là bán 4 sửng. Cuối tuần đông hơn không? Hay đông hơn ngày thường không? À, thứ 7 chủ nhật đông hơn hả? Giờ này là giờ ăn trưa mà. Có liền, có liền. Cái con chỉ lì lì luôn quá gì quá. Sốc mà. Lì vậy. Mấy Sài Gòn có cái gì cũng hay ra đây quay. Tám nha coi. Tiền này chỉ mua mấy hộp thôi. Qua bốn người, bốn người.
lọt khoai môn. À, 18 ngàn đó luôn. Chị đó. Có anh nào mua để chân này mua cái quạt để đây nha. Nóng quá, nóng hồi. Mốt phải gắn đây cho chân cái quạt mới được chứ. Nóng quá, đổ hôi không kịp. Làm liên tục luôn nha mọi người, khách tới mua là làm liên tục là không nghỉ tay luôn. Hai cái gì? Là hai bánh nước dừa hay hai chả giò? Đi kia đi trước kìa. Thì cô ba hộp xôi. Có ăn chả giò không anh? Chả giò ở đây nào, cô đi kiếm. Dạ cá tồi đó chị. Cô tới cô cũng kiếm không thấy hả cô? Nó cũng xéo xéo gì mà khó nhìn không ý không thấy á cô. Hôm bữa có để cái bảng chỉ ở bên này nè. Không có cái hộp kia là không có mua nha. Nha. Có thì có xài quá trời luôn. Cô mua ở đây thường xuyên không cô? Dạ. Ba xôi đó cô. Này món mới ai thấy cũng hỏi nha, bánh lọt à. Dạ. Tên gì? Úc Phương Vlog. Úc Phương Vlog lại tới nè. Úc Phương Vlog. Hôm bữa gặp rồi hả? Lại tới nè. Con gì? Con soi một bánh lọt. Bánh trần 6.000 một cái nha mọi người. Rồi tới chú hộp xôi luôn. Ừ, có quay phim luôn đã. Đây chú này một hộp xôi luôn. Có quay phim luôn. Dạ. Rồi lên mạng là bán cái nào. Lên YouTube là thấy lễ trân rồi nha chú. Có nào bán giá khác rồi nha. Giá của chị chú ơi. Không đổi nha chú. Lên lễ trần cái khăn đi chứ đổ mồ hôi quá chừng rồi. Lên YouTube là bán giá khác rồi đó. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Chú thấy giống như là ngôi sao điện ảnh mà. Điện nhỏ này ngôi sao điện ảnh mà, nó thi hoa hậu mà, tại nó chuyện thi thôi. Nó đi thi hai đứa là nó hạng gì không đó. Đổ mồ hôi á. Chú mua lấy chát nha. Thường bữa đổ mồ hôi. Chú ăn gì? Thường bữa cũng bán ra nè, vô nước đúng rồi, phải đẹp rồi lên chút. Đúng không? Mấy chú chẳng 20 luôn. Tên đẹp hết chứ, có nước ngoài coi nữa chứ mà. Cho chú với xíu hành nữa đi. Nước ngoài coi luôn đó nha, giờ mai mốt đi nước ngoài bán. Bỏ nước ngoài bên, lên Cali bán luôn. Rồi chú ra. Cảm ơn chú bắt chú xem video hay, nhớ bấm đăng ký chia sẻ giúp tôi nha. Xin cảm ơn rất nhiều.